Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Trong clip này, em xin giới thiệu đến các bác một sản phẩm đồng hồ đeo tay tay nam có mã số 239. Đồng hồ đến từ thương hiệu Armani, một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ nước Ý. Size của đồng hồ là 45 cả núm, chưa tính núm là size 42. Ngay vị trí 12 giờ là logo hình đại bàng đến từ thương hiệu Armani. Ngay vị trí 6 giờ là thể hiện kim dây của đồng hồ, cọc số la mã, cọc số nổi, thiết kế rất là đẹp. Cọc số bằng kim loại bắt sáng lấp lánh như vậy. Và bây giờ em sẽ quay ngoại hình của đồng hồ cho các bác tham khảo. Núm zin trên đồng hồ được dập nổi logo hình đại bàng đến từ thương hiệu Armani. Còn bên cạnh của vỏ còn lại á thì có khắc thương hiệu Armani nè. Thiết kế mẫu này chuẩn men vô cùng, đeo lên tay là đẹp xuất sắc nha. Size 42. Tất cả đều nguyên bản, nguyên zin, hoạt động hoàn hảo. Vỏ của đồng hồ bằng thép không rỉ, rất là bền và sáng đẹp theo năm tháng. Dây zin theo đồng hồ, khóa zin có logo thương hiệu Armani. Ngoại hình đẹp xuất sắc, đeo lên tay là chuẩn men luôn nha. Mẫu đồng hồ này đeo đi làm hay là đi chơi đều phù hợp. Giá bán của đồng hồ này là 1.200.000. Các bác vui lòng chỉ khoan đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, nhận hàng tại nhà. Ngoại hình còn đẹp xuất sắc như vậy, giá bán rất là mềm, chỉ có 1.200.000. Mình đã show một cái đồng hồ chuẩn xịn đến từ Ý của thương hiệu Armani. Đây, dây zin theo đồng hồ có đóng thương hiệu Armani. Đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ